Bạn có tiền không bạn? Tôi không có tiền. Nói đơn giản nha bạn, tôi hỏi lại lần nữa, bạn có tiền đưa cho tôi không bạn? Không. Không có tiền. Này gì cả? Không có tiền nè. Có chưa? Đếm cái gì nữa mà đếm. Ngon. Cầm dưới ủ. Đó. Ngoan ngoãn vậy có phải được không? Đâu bị đánh đập gì đâu. Một nhớ như vậy nghe chưa? Khỏi mất công tao đòi nghe chưa? Nè, làm cái gì vậy? Sao cứ ăn hiếp người ta hoài vậy? Tôi mét cô đó nha. Gì? Cô luôn hả? Ở đâu ra đây? Nhân dân của anh Hùng hả? Ghê hả? Xin lỗi mày, mày chỉ là nhỏ đứa trưởng cỏn con. Mày gán mày. Được. Gan á. Cái gì vậy? Mày gan vậy tao mới thích nha. Chết đi. Dám đánh tao hả? Đánh vô kìa. Chắc gì mày chết với tao. Ơi. Đi đâu vậy em? Nói giờ ra đây nè, mày la lên, la to lên. Nè, mấy người đừng có ỷ là mấy người là con trai rồi mấy người ăn hiếp tôi nha. Tôi mét thầy cô á. Vậy luôn không mét thầy cô luôn hả? Nói cho mày biết, chưa có đứa nào dám tát vô mặt tao hết nha. Mày liều lắm đó con. Tôi đi về á. Đi đâu, đi đâu, đi. À. Giờ sao mày? Có trò gì khác chơi cho nó vui không? Ví dụ như mà mình tung cái gì đó lên mạng chẳng hạn. Tào ok không? Ok không? Đấy. Mày hợp lý vậy ơi. Sao mày cái? Bắt nó lại kìa. Quyền. Trời đất ơi, tại sao bây giờ còn chưa thay đồ đi học nữa, biết mấy giờ rồi chưa? Nên hai cho em nghỉ học một bữa nha. Tại sao? Em bệnh. Em mệt quá à, đi học không nổi đâu. Đứng yên. Có nóng sốt gì đâu, làm biếng hả? Bệnh thiệt mà. Cái gì đây? Tay chân bị gì vậy? Không. Nói cho anh biết rốt cuộc trên trường có chuyện gì hả? Em muốn đi học nữa. Tại sao? Đi học người ta cứ ăn hiếp hoài à. Cứ canh ra về là đè em ra đánh không à. Em sợ lắm rồi, em chạy không kịp. Nó đánh em hả? Cái thằng này lộng hành quá ta. Con trai hay con gái? Con trai, gái luôn. Được rồi. Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ăn uống đồ vô cho khỏe. Rồi coi sức dầu đồ vô này nọ, bó thuốc đồ vô cho nó hết bầm, hiểu chưa? Dạ. Đụng tới ai không đụng. Đụng tới em của anh, tụi nó tới số rồi. Thôi nghỉ ngơi đi, để anh giải quyết cho. Ngố đồ nữa chứ. Ghê vậy bà. Gì? Trai đẹp. Đi ra khác đi. Mới vô lớp thấy muốn chơi chọi rồi đó. Xin mới các bạn. Lục lục đây chưa? Lục gì? Lục ở đây á, đại ca tao là nhất. Ai cũng phải lễ. Thì sao? Ê ơi, có sao đâu. Tính nhờ anh bạn mua giùm hai mình hai cái bánh bao mà. Có gì đâu một canh, đúng nè. Được. Cảm ơn nha. Bánh về, bánh về. 40 ngàn. Mày dám đòi tiền tụi tao luôn? Tại sao không? Mày liều, đó giờ chưa ai dám đòi tiền. Đại ca tao không đòi tiền mày thì thôi chứ. Tụi mày không phải là ba là mẹ tao. Tao không có trách nhiệm với cung phụng hai thằng mày. Ăn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. 40 ngàn. Nhưng mà tao không thích trả, được không? Vậy là mày trấn lột rồi. Ừ, tao thích trấn lột á. Nhưng mà tao thì không thích bị trấn lột. Ngon rồi đó. Nếu mà có bản lĩnh, chiều nay ra sau trường gặp tụi tao. Thích thì chiều. Đừng có trốn nha. Lấy bao.
mấy mẹ tao hơi trễ đó. Dứt! Tụi mày là con nít, tao không muốn mạnh tay. Tao không phải là học sinh mới hay gì hết. Tao là anh của con Quyền. Tao tới đây để dạy cho tụi mày một bài học. Ba mẹ tụi mày cho tiền tụi mày ăn học, tụi mày không muốn. Tụi mày vô trường, tụi mày làm giang hồ, tụi mày đánh lộn hả? Tụi mày thích làm giang hồ không? Dạ con, em xin lỗi anh, tụi em không dám làm vậy nữa đâu anh. Tha cho tụi em nha. Tụi mày đánh em tao xong rồi tụi mày xin lỗi, tụi mày xin tha là xong hả? Đâu có dễ vậy được. Tao sẽ đưa tụi mày lên nhà trường để cho nhà trường giải quyết tụi mày. Còn bây giờ, đứng lên. Đã. Dạ. Ngồi xuống. Thật sự giàu quá. Nhanh. Nhảy theo tao. Trời ơi, đó nhiều quá vậy? Của tôi nè, trả lại cho tôi đi. Bà điên quá, cái này của tôi. Trời ơi, trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Trời đất ơi. Cô có sao không cô? Trái cây đổ hết trơn rồi. Đây, mấy cái trái cây này hư hết trơn rồi. Cô đem về cho vậy cô. Ăn không có tốt cho sức khỏe đâu. Cô lụm về cho heo ăn. Còn cái nào còn được thì cô ăn. Dạ đi. Đợt ngày nào hay ngày lấy. Dạ. Chứ có còn không không cậu ơi. Dạ. Nhà cô ở đâu vậy cô? Bây giờ cô có công chuyện gấp lắm nè. Cô đi nha. Cảm ơn con đã nhặt giùm cô. Dạ, cô đi cẩn thận nha. Chờ lâu không bạn hẹn? Không, mới chờ có xíu à. Sắp hết chuyện nước thứ hai. Mày lèm bèm nữa rồi đó. Tại tao có chút chuyện, gặp chút chuyện ở trên đường. Giải thích thì tao kêu cho mày 10 chai nữa. Mày lúc nào mà không có chuyện. Rồi, hợp đồng tao sao rồi? Gì vậy? Nhưng đau bụng ngang rồi. Nè đừng đánh trống lảng nha, rổ cụ ký hợp đồng không? Bao nhiêu lần giỡn chứ lần này không giỡn nha. Gì vậy? Gì thiệt hả? Biết á. Sáng giờ ăn uống gì giờ đau bụng? Có tô phở, hai hộp bánh với lại hai chai nước ép này chứ mấy đâu mà. Ồ, mày ăn ít ghê. Ừ, mày dậm vô trong họng bao nhiêu đó đồ, vô trong đó nó quýnh lộn, trong đó hỏi sao không đau bụng. Mày nói nghe thấy ghê quá à. Tao nói thiệt với mày, nhìn mày nhiều tiền vậy thôi chưa chắc mày ăn uống đàng hoàng với chất lượng được như tao đâu. Mà thường mấy đứa hay nói đạo lý á, thường dễ đau bụng lắm. Đỡ chưa hay tao gọi điện bác sĩ qua liền nha. Thôi khỏi, mày đợi tao xíu thì tao tháo được luôn rồi. Rồi,